Đây là cái gốc cây to của thụ, xem họ bung gốc nè. Wow. Đứt dây luôn cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Đây là cái cây si to của thụ. Hôm bữa thì mình có quay và chia sẻ thì mấy ông thợ đang cắt cành, thì hôm nay họ đã cắt cành xong rồi, bây giờ họ búng cái gốc cây si này lên. Thì cây si ngàn năm họ cũng đã hạ gục búng luôn cái gốc rồi cả nhà. Đây là cái cần cẩu, người ta móc cái cây si này lên, người ta móc luôn cái rễ cây si lên luôn. Mình này zoom lại gần để cho nhà thấy cái gốc cây si này rất là to nha. Cây si này lâu năm, ngàn năm cổ thụ rồi, bây giờ cuối cùng cũng búng cái gốc lên. Mình này zoom lại gần cho cả nhà thấy cái gốc cây si nó to cỡ nào. À, cái gốc cây si to lâu năm. Giờ họ móc cái dây vào cái cây si để họ câu lên. Cả nhà xem cưa cây cùng em nha. Bên quay lại cái cây si nó to cỡ nào, và hôm nay họ đã búng gốc cây si, rất là tiếc luôn. Có cái cây si nó rất là mát, cưa cái cây ra rồi bây giờ cái con đường nó rất là nắng như này cả nhà. Cưa ra rồi con đường nó nắng ghê luôn. Hôm bữa là cưa, hôm nay là đưa cậu tới kéo búng gốc luôn nè. Đó, họ chặt họ lấy cái cây này ra chở đi, hình như là cái cây này họ bán, bán cho người ta chùm củi không á.
Bây giờ ông này ông đang cho cái cọng dây móc vào cái cây để cái xì cẩu móc cái gốc cây xì lên. Hồi lúc trước chỗ này là cái nhà văn hóa và có cây, nó mát lắm đây nha. Bây giờ họ đập, họ phả bằng miếng đất ra với chặt luôn cây si. Rồi bây giờ thấy nắng ghê luôn. Ở lên trên này mát ghê, nó nắng mà gió nó mát. Rồi mấy ông thợ ông đang leo lên cái gốc cây si và móc cái dây lên để giật cái gốc thân cây si này lên này cả nhà. Cũng được nửa cây rồi cả nhà. Còn nửa cây nữa. Cái gốc bên này nó to hơn cái gốc bên kia. Gốc bên kia nó nhỏ hơn gốc bên này. Bên này gốc to hơn. Đó, họ đang móc dây vào, họ kéo lên này cả nhà. Họ cưa cái nhánh xong rồi, còn cái gốc đó, họ búng rất là nhanh. Mới một buổi sáng mình thấy cũng hết nửa gốc rồi. Chắc từ đây mới tới chiều là cái gốc này nó búng lên hết luôn á. Trong quá trình họ búng cái gốc cây si to cổ thụ này
mình quay cả nhà xem. Thì cái cây si này nó rất là cao, tán rất là rộng và thân rất là to. Đây họ cột dây vào cái gốc cây mà nãy giờ mình đợi để cho họ kéo luôn cái cây lên để mình quay cho cả nhà xem, nhưng mà đợi hồi chưa thấy kéo lên hết. Mình mới vừa xuống và đi lên lại thì mình thấy họ đã kéo hết nửa gốc cây rồi, bây giờ còn nửa gốc. Chỗ này chuẩn bị có một cái công trình họ xây dựng, thì mình thấy là họ cắt cây, họ ban đất. Đây cái miếng đất nó rất là rộng lắm cả nhà. Xa xa bên kia là đường 16 tháng 4. Mình thấy giờ này là giờ trưa, trưa rất là nắng mà mấy ông thợ cũng còn làm này cả nhà, chưa có nghỉ trưa luôn. Rồi chuẩn bị họ câu cái gốc cây si lên. Mình thấy cái ông lái xe ổng vào cái chiếc xe cần câu ổng ngồi rồi. Cái ông này ổng lên để ổng chỉnh lại cái sợi dây để chuẩn bị họ câu cái gốc cây si này lên. Mình quay gần gần cận cảnh cả nhà xem dễ thấy hơn nè. Mình đứng canh để quay cái cảnh mà họ xách cái gốc cây si này lên. Chắc là đứng canh cái cảnh này hơi bị lâu quá nha. Họ móc từng nhánh và họ câu, họ bỏ qua bên phía bên kia. Cây si bên cái phía bên kia họ đang móc đất lên để kéo ngã gốc cây si luôn. Cái gốc bên đó thì nó nhỏ hơn cái gốc bên này. Đó. Giờ họ đang móc đất lên để cho nó chống cái gốc cây si á, để họ kéo. Họ kéo cho nó ngã và họ nhổ luôn cái gốc cây lâu năm cổ thụ. Thank you.
đang câu cái gốc cây lên này cả nhà. Họ đã kéo dỡ cái gốc lên khỏi mặt đất rồi. Cuối cùng thì họ cũng cẩu được cái gốc cây to lên nè. Họ cẩu như vậy thì họ có thể trồng lại được nè. Cái đây di chuyển tới một cái chỗ nào đó họ trồng lại cũng được nè. Không biết là họ có đem cái gốc này đi tới cái chỗ khác họ trồng hay không. Rồi thì cuối cùng họ cũng đã cẩu cái gốc cây cổ thụ ngàn năm lên rồi. To lắm nhưng mà họ kiểu như là chặt xẻ ra để cẩu lên. Rồi giờ họ để cái khúc này là to nè, họ cẩu lên nguyên cái gốc luôn, giống như một cái cây vậy. Cái này mình có thể là đem tới một cái chỗ nào đó mình trồng cũng được luôn. Họ đang nắm dây kéo cái gốc cây về phía bên kia. Ở ngoài thấy nó to cả nhà, vô hình thì mình thấy nó không to lắm. Rồi còn một gốc cây bên kia nữa, họ chưa có búng lên. Họ búng cái gốc cây bên đây gần xong rồi, họ đưa lên nữa là xong luôn đó cả nhà. Cái cây này lúc trước đó, cái rễ của nó tua tủ dài lắm. Rồi cuối cùng thì họ cũng đã kéo cái gốc cây cổ thụ ngàn năm lên. Mình không biết là cây đây có từ đầu nào nhưng mà mình thấy cái cây rất là to. Mình nghĩ là lâu năm lắm rồi cả nhà. Cây này cũng là bao nhiêu năm tuổi ta? Chắc hơn 100 năm á. Mình đứng bên trên cao thật cao, mình quay xuống thì mình thấy toàn cảnh. Mình đứng ở bên dưới thì mình quay xuống thì không thấy toàn cảnh lắm. Tại vì những cái cây nó che khuất dây điện rồi cả nhà. Mình đứng trên tầng rất là cao để quay cho cả nhà xem. Rồi thì cuối cùng thì họ cũng đã cẩu cái gốc thân cây to lên rồi. Đây cả nhà xem, cả nhà thấy thích thì cả nhà ủng hộ để kênh phát triển hơn. Em ra nhiều video gửi đến tất cả ông bà cô chú anh chị, cho em một like, một chia sẻ để có cái video mới tiếp theo xem nha cả nhà. Em luôn chân thành cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều. Em hẹn gặp lại cả nhà một cái video sau.